Gà bên mình đây. Mặt chấm vô kìa, đi dướng lá đồ để tấn bẻ mấy cây này bớt. Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn đi bắt ong nha. Ông anh Tấn điện Tấn vô bắt cái tổ ong mà trong vườn ảnh nè. Nó đóng kìa, nó đóng trên cái cây bự kìa. Bữa hổm Tấn có ghé Tấn coi mà nó mới đóng à. Không biết mặt mày sao đây nữa nè. Trời ơi đứng chơi ông thử vậy ông Bình. Đây nào mổ ong nó đóng bên mình đó đây cả nhà. Một cục bên đó đó. Để Tấn qua Tấn coi coi. Cũng phải bắt thằng nha. Đây chủ vườn nè, chào cả nhà luôn anh Bình ơi. Chào cả nhà. Để Tấn chèo cái gà qua nha, tại vì ở ngoài kia sậy không à, không có vô được nha cả nhà. Đây, để Tấn qua sát bên ổ ong rồi nè. Thấy chắc không có mặt khung quá anh Bình, thấy không phì quá anh Bình. Nè. Thấy nó đi ra đi vô nhiều quá nè mà. Thấy nó sao nó xẹp lép à. Đây lại đó chừng mét mấy hả nghe cả nhà. Tấn bữa nay Tấn bắt hai ổ lận. Để Tấn chuẩn bị đồ quá. Rồi Tấn bắt nha. Đây thì Tấn cũng chuẩn bị xong rồi nè. Để Tấn đốt rồi cái cho nó cháy lên rồi Tấn qua Tấn bắt nha. Thì cả nhà mình xem nó có thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Thấp vậy Tấn bắt sơ dừa cho nó lẹ. Wow, để Tấn review cái tổ cho cả nhà mình xem nha. Ờ anh ta bắt nhạc ta ca quá trời ca rồi. Để Tấn review cái này được. Để lấy ảnh đại diện đâu nè. Mất cho nè. Tấm chỉnh nhánh bự mà không thấy không phì phiết gì trên cả nhà. Thấp chủng rồi. Nè, Tấn đứng lên là tới rồi, bằng đầu luôn rồi nè. Ta bắt nhạc quá trời, không biết nó có vô không nữa. Ủa dạ. Ông này nó cũng già rồi anh Bình. Hả? Ủa ông này nó cũng già rồi. Già hả? Ừ. Ui dạ. Đi nó quýnh em rồi. Ủa ông này quá già rồi anh Bình ơi. Mặt chấm vô kìa, đi dướng lá đồ để tấn bẻ mấy cây này bớt. Này cục mệt nè, chắc không biết được nửa lít không nữa. Ồ đây nữa nè. Chắc kiếm được có 3 sĩ à. Không được 3 sĩ đâu. Đóng trên mấy cái nhánh bự nè. Cái nhánh này bự quá rồi sao mà cắt đứt đây. Chữa lại cho nó. Tấn lòn qua đây Tấn. Trời nó có khói bên đây một chút.
đúng giống mé mương luôn nè. Cho nó xây khối cái mới được nha cả nhà. Ồ quá già rồi. Ở đây thì kiếm lá dừa bắt cũng không có nữa, nên tấn bắt đại. Tranh thủ tấn bắt nha cả nhà. Ở cái nón này cũng không biết thấy không nữa nè, không có thế đứng. Mặt là thấy không nè, rồi để tính cắt nha, đó nói vòng vo hoài. Có chắc cỡ hơn nửa lít hả anh Bình ơi? Kệ có ít lấy ít đi. Ê chết rồi, phạm mặt rồi. Chết rồi, phạm mặt rớt rồi. Thầy là tấn sữa anh vậy nha. Thật quá trời bu rồi, không có thế đứng nữa nè, đứng không tới. Ừ, nó hút lại quá rồi, đợi cái đuốc mà nó gớt với mương cái chắc chết luôn rồi. Gia quýnh chắc kiếm được nửa lít mà. Bu lại quá rồi, không có khối không. Cho nó cục mặt nó vô cái bịch đi rồi tính sao. Không có thế đứng nó cũng hơi khó nha cả nhà. Ô cục này không nửa lít là nặng quá, nặng nè. Bày ra đi mấy ông cố rồi. Không có thế đứng không hơi khó khăn. Dạ quất cái tay rồi. Con xuống đây con sửa cái để đây cho nó bay ra đi. Ồ, quýnh. Tấn sửa cái kèo lại mới được, cho nó kéo cái dĩ xuống. Coi coi chiến xa coi còn bắt được không, hay là mấy sư huynh mẻ trước không biết. Nói chung là mấy ổ về thường là tấn bắt á. Rồi nói chung là anh em á thì cũng tìm bắt, ai cũng vậy thôi cả nhà ơi, ai cũng vì cái chén cơm thôi, ai cũng đi kiếm cơm để nuôi sống gia đình mình. Rồi tấn giọt nha, bay ra đi. Rồi để tấn nha, lụm cái này thì về cho ông anh ông ngậm rượu nãy ông gặp ông cũng hỏi xin. Ê đụt lọt đi xong rồi.
ít mật nè, nhưng mà không sao đâu, hồi hồi về cho ống ngâm rượu. Mình tấn gọt lên này còn con mớ con nè, tấn tranh thủ tấn gì tấn bắt cái ổ dưới kia nữa. Cục này thì mật ít nhưng mà sâu hết trơn rồi, tấn cũng phải gọt bỏ chắc được nửa lít. Đây sẵn có nước rửa luôn rồi. Tấn tạm dừng clip nha cả nhà, để tấn bắt cái tổ kia nữa rồi tấn có mật thì tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem tiếp nha. Để một hồi đi rồi con ấy cho. Thì đây tấn bắt tổ thứ hai nè cả nhà, của ông chú đây nè, ông anh là ông dẫn lại bắt. Ở mặt ngồi kìa, ngồi ngồi đó chơi nha. Nó đóng trên cái cây hả? Được, ngồi đó đẩy đi. Cái tổ này thì tấn nhìn nó không có mật nhiều cả nhà, tầm chừng nửa lít nè. Nhưng mà lên sửa lại, tại vì mấy cái cây đụng đỉnh ở bên đó, đó nó nằm trên cục này nè. Mấy cái cây đụng đỉnh á nó gạt cái tổ nên nó gạt cái tổ cái dạ dưới của cái tổ á, rồi nó không có bơm mật hung. Để tấn lên trên mới đốt đuốc nha. Giờ này còn gió quá trời gió, nó có dướng nó có kêu gột gạt thì còn cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì nó đây vô cục lùm nè. Cái ổ này thì nó cũng đơn giản dễ chèo. Nè, sát bên ổ rồi nè, đóng kèo cũng lớn lắm, để sửa gọc dĩ sửa rồi lại mới được. Đó, sát bên này. Cái nhánh này khô. Ổ ong cũng lớn lắm mà cái nó bị cái tàu đụng đỉnh này nó quơ. Để tăng đốt cái đuốc lên cái mới được. Đây đó sát bên này. Không đốt đuốc làm không kịp nữa. Gió quá gió. Gió quá đốt chậm cháy nè. Đang kiếm đường tấn gì vô cái tổ cho cái đốt nó cháy lên này. Kiếm đường cái tấn nè. Đứng lên đó, đó. Tấn điều như cái tổ nè, cho cả nhà mình xem cho nó hấp dẫn hơn. Chứ xem mà tự nhiên vô bắt thì cũng không có hay. Bữa giờ á, nè cả nhà thấy cái tổ nó méo xẹo không? Ba cái cây đụng đỉnh nè. Sáng bắt cái tổ kia có tầm chừng nửa lít, cứng nửa lít cho manh luôn rồi. Cái tổ này đóng cái cây kèo hết thế không? Mà nó đóng hình trái tim kìa. Thấy con cái tổ này, cái con nó hơi đỏ nha. Trời ơi, tấn đứng không được rồi. Ồ, nó túa ra, nó bay ra rồi. Ồ, nó quýnh rồi. Quất tấn rồi. Nè, è nó cả nhà nha. Ồ, cái tổ này quá già rồi. Ồ, cái tổ này nó muốn đi rồi. Nó nở hết trơn con luôn rồi. Cái tổ này chắc nó không ở không Tám. Ồ, cái tổ này không ở không Tám ơi, nở hết trơn con rồi nè. Ôi, khô gan luôn rồi. Trời ơi. Mật chảy tàn à. Trời ơi, cục mật ngon hết biết nè. Uống gì đâu á. Còn mật nhưng mà ít. Ít. Trời ơi cháy, đốt cháy quá trời rồi. Để dụi bớt.
Ờ nó uống gì đâu cả nhà, cục mặt bành kia. Ờ cục mặt cá lít. Ồ cháy quá. Con máng cho đuốc luôn. Cục mặt cá lít mà nó ăn hết trơn rồi. Tấn coi kìa, nó ăn hết trơn luôn, cục mặt trống lỏng luôn rồi, nó chạy tàn à, cái tổ này đi rồi, nó nở hết trơn con luôn rồi nè. Đó là cái nhà thấy không, nó nở sạch trơn luôn rồi nè. Hả? Không có luôn nè, sợ kiếm chừng xị là không biết có không nữa nè, nó nở ra hết trơn rồi. Phải bắt còn 5-6 ngày trước, ngon quá nè. Cục mặt đây nè cả nhà, nó gan mà nó bự, đóng cái kèo bự hết biết vậy, uổng hết biết. Để coi có móc móc được miếng nào không. Rồi để Tấn cắt nha. Có được nhiều có cho chủ nhà đi, tại vì cũng quen không à. Trộn miếng khấu cho nó bày ra. Này Tấn bắt bằng khối không à cả nhà, không có lửa nha, lửa thì nó đốt nó chết con á. Nói chung là có những anh em á không có hiểu rồi chết. Coi cái cục mặt ơi, còn được ít, còn nghe. Ôi mặt chạy tàn quá trời rồi, đi con. Ây da, nằm khó nằm quá. Để Tấn gặp cái dạ dưới này nó coi có mặt không. Không, Tấn ghim mới được, ghim rồi mới biết có mặt không. Đoạn này không có nè. Đột từ từ nha, tại vì mặt chạy tàn là hồ. Mặt chạy tàn là mặt ngon lắm. Chết rồi, cái bịch này không hết rồi. Gán kiếm nửa lít coi được không? Cái kèo nó khó ngồi cũng chết vậy. Cà lắc, cà tuột nè. Để Tấn à, lụm cái cục mặt bự này trước đi. Mấy bên kia nó còn mặt đó, nhưng mà bên đây thì Tấn không có thấy được. Ui, còn ít sạch thôi. Quá trời nó bu rồi. Tại nó hơi khó ngồi. Ủa cháy nữa. Cháy rồi. Chết nó. Mặt chảy ra quá. Cháy đứt gì chết tao à. Không có ngồi được. Giò cắn dĩ quý quá trần. Cái cục này bình thường là cá lít á. Hổm gà kêu bắt hổm gà Tấn. Tấn thấy nè, nhiều mới đóng mà Tấn không có bắt. Chờ con nó nhẹ te. Nó hút lại quá trời rồi cả nhà. Không có đứng được. Không có làm ăn gì được hết. Không có thế gì chứ. Cắt
cắt bỏ vô đại đi chứ. Ồ nặng. Nặng nặng nè. Cắt coi. Có mập nhiều không? Cho ồ nặng lắm. Kiếm được nửa lít coi. Cho ổng luôn coi, ổng xài cái gì trong kệ. Tại vì quen không à. Ồ nhiều, cái gì chứ nhiều lắm nha cả nhà. Mật giải tàn này là mật ngon lắm. Mật đặc là ổn nặng. Ngồi quýu giò ở trên này. Giò cắn gì quýu ở trên này. Chắc cơ, kiếm nửa lít thì không tới, chắc kiếm cỡ xị ngoài được. Bóp lại luôn nè. Không có thế ngầu nữa nè. Để đi tấn ghép chung với cái clip đây. Hồi sớm đi. Chứ bây giờ mà đi kiếm được mấy cái tổ mà còn ghim thì khó lắm. Lúc này anh em quần quá quần à. Gì đâu mà anh em nhỏ nhỏ 12, 13 tuổi cũng đi bắt ong. Để tân gọt cái kèo lại cho nó sạch. Gọt cho nó sạch cái kèo mới mốt nó có gì lại nó gì à. Nó có đóng lại nó đóng. Trời, phải bắt trước mấy ngày trước ngon quá, cục mật hết, có biết cái cục mật. Rồi, vậy đi. Rồi, giọt nha cả nhà. Thế vậy chứ cũng nặng lắm. Kiếm cỡ một xị hơn xị được ạ. À. Cho anh ta xài chứ ít quá là tấn cũng không có lấy bình thường. Nhiều tấn mới lấy. Sáng giờ cái cục kia cũng cho luôn. Ồ, bu. Nó quên chặt cái nhánh đó nữa để cho nó dìa lại, nó đừng có gạt cái dĩ. Để chồm chồm cái chặt cái nhánh đó coi, mốt nó có dìa mình bắt được nữa, nó làm cái ổ cho ngon ngon. Nè nó gập coi nè. Rồi cái nhánh với cái nhánh gì mà cứng không. Đó ok rồi đó. Trời ơi cháy nữa. Cái đốt mà cháy dữ vậy. Ta vừa khô quá. Ôi tấn giọt nha. Chứ bình thường bắt mà không quay nhanh lắm. Hôm gài tấn cũng có đi bắt nữa mà không có quay, tại vì những cái ổ đó tấn không dám quay, tại quay thì nó mất kèo hết. Bây giờ ổ nào mà quay là rồi đó, chứ sao lại là còn cái kèo không à. Cái ổ ong mấy siêu huynh cắt mất tiêu rồi. Thải cái đuốc xuống trước đi. Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Coi nửa lít chứ gì. Nó chạy tàn. Mặt không nè. Không không hết mặt rồi cái cục. Ủa, này. Bình thường cái cục này là cả lít nè. Nó bự hết có biết. Mặt đâu? Chỗ nào đâu? Ở trong đây luôn này nè, mặt nè. Cái này nó chạy tàn rồi, mình phải cái này phấn qua đầu nhiều rồi chú phải dắt á.
chú dắt rồi chú lượt rồi chú để nửa vớt bọt, còn mình muốn xài có phấn hoa thì mình để phấn hoa luôn, phấn hoa thì nó tốt thôi. Để nguyên cây vậy? Ủa cục mật bự dữ vậy đó hả? Ừ mà nó ăn là hết trơn rồi nè, nó nở rồi, nó nở hết trơn con luôn rồi đó. Thôi hút sớm ngon quá trời. Cỡ hai hút sớm là cục này là quá trời, cục đó cả lít xiên. Trời ơi cục trời bá, hút sớm là cái cục đó cả lít đó. Ông ngốc ông buồn ơi, kệ nó đâu có gì, ấy đại đi nhắc hết hả? Trời ơi trời, trời cái tướng cái gì nhắc hết hả? Con này chết không? Đừng đừng đập nó nha. Con nó chết đó. Kệ nó đi đừng đó, phủi nó ra thôi, chú phủi nó ra ngoài đại đi chứ đừng có đập nó. Cục này thì bình thường cả lít nè. Bây giờ còn chừng 2 3 ly uống nước trà nè cả nhà, thấy cái bề bản nó bự không? Ừ, cái này cái gì? Cái đó cũng mặc không đó, tại nó bơm vô đó con nó nở hết rồi. Rồi thì Tấn cũng xin tạm dừng clip luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo nha.